Bây Bây giờ mới bắt đang đầu chờ á. ban vô mà, đang chờ ban vô mới bắt đầu học đây. Sướng đấy. Rồi. Ok mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lớp 4 và lớp 5 của Lamin Batu, chúng ta nghĩ suy nghĩ tiêu cực. Thì chủ đề chủ yếu trong lớp 4 và lớp 5 này là hôm trước chúng ta đã học là cảm xúc tiêu cực, những hạt giống nào gây ra cảm xúc tiêu cực, và cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn về việc là cảm xúc tiêu cực sẽ thật sự gây cho chúng ta điều gì ngoài cái sức khỏe bị đi xuống, đúng không? Hôm trước chúng ta đã nói rồi. Thì trong cái lớp 4 lớp 5 này thì em gom nó về, em gom về ba thứ. Đầu tiên là sẽ nói về hạt giống, và sau đó là sẽ hạt giống mà cảm xúc tiêu cực ấy. Đầu tiên sẽ là cái cảm xúc tiêu cực này, nó gây ảnh hưởng đến hạt giống của chúng ta như thế nào, và từ hạt giống đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chết của chúng ta như thế nào, cái chết, và nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái nghiệp của chúng ta như thế nào. Đó. Thì cái ở lớp 4 và lớp 5 thì chúng ta sẽ đi sâu về ba cái này. Tức là cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến hạt giống, và sau đó là ảnh hưởng đến cái chết và cái nghiệp của chúng ta như thế nào. Ok. Thì đầu tiên là về hạt giống. Thì như cái bài trước chúng ta đã nói, cái cảm xúc tiêu cực dừng lại ở cái câu chuyện căn bếp, mà khi mà chúng ta hét vào người chồng của mình, khi chúng ta hét vào người chồng của mình thì lúc đó là sẽ có những cái vị Phật tương lai, cho nên chúng ta tương lai ấy, nhìn lại và rất là tức giận, trời ơi cô ấy lại như thế rồi đấy, cô ấy làm tổn thương tôi, cô ấy làm chậm cái tiến trình Phật quả của tôi đấy, chính chính là của mình ấy. Thì về hạt giống như thầy nói là có những người có cái hạt giống gọi là hạt giống hay tranh cãi kiện tụng người khác ấy. Có cái hạt giống, mấy cái hạt giống hơi giống cái lá nhưng mà hơi kệ, hạt giống tranh cãi kiện tụng người khác ấy, tức là hay tranh cãi với người khác khi mà mình còn trẻ, thì thầy nói là sẽ gây rất là nhiều vấn đề khi mà mình về già. Sẽ ví dụ trong kinh doanh sẽ ra tòa kiện tụng rồi bực bội, rồi tương lai sẽ rất là gây rất là nhiều vấn đề. Thế mình cứ mải mê tranh cãi khi mà mình còn trẻ. Và thì nói là ví dụ cái cây nó đến từ cái cây, cái cây đến từ hạt giống của nó, hạt giống của nó thì nó ra cái cây. Và cái tâm trí của mình ấy cũng có cái hạt giống tâm trí để ra được cái tâm trí của mình ấy, cái hạt giống tâm trí của mình thì nó cũng ra được là cái tâm trí của mình. Thế cái tâm trí của mình nó không phải là tự nhiên nó có, mà là một trong một giây trước khi mà mình chưa ở bụng mẹ là mình đã có mang theo cái hạt giống tâm trí đi theo rồi, mình có cái hạt giống tâm trí rồi từ trước khi mình sinh ra rồi đấy, mình đã có cái, tức là hạt giống tâm trí tạo nên tâm trí đó. Thì thầy mới nói là quay trở lại trong cái căn bếp nhá, trong cái căn bếp cái khi mà bạn cãi nhau với người chồng, khi mà bạn kiểu đi làm về rất là mệt mỏi, sau đó là cái ngày hôm đó thì kiểu con khiến mình đi làm muộn trong một cuộc họp rất là quan trọng ấy, sau đó đón con về, mua đồ ăn về và cảm giác rất là mệt mỏi, một ngày rất là mệt mỏi. Xong về thì mình nghĩ là mình sẽ được chồng ôm vỗ về. Thế nhưng mà cứ mình rất là mệt, nhưng mình vẫn phải lo cho cơm nước, vẫn phải lo cho con. Về sẽ nghĩ được chồng an ủi ôm vỗ về. Vừa mở cửa ra một phát thì chồng nói: "Em đừng ngốc đấy, chồng quát vào mặt." Thì ở ngay cái khoảnh khắc đấy thì nói trở lại là khi mà cái cảm xúc tiêu cực ấy, đấy thì bình thường là mình sẽ tức giận, mình nói là ê đúng không, đúng không? Thì thầy nói là khi mà có cảm xúc tiêu cực mà mình nó gây cho mình, tức là mỗi chúng ta là có một tỷ cái hạt giống, có hai túi hạt giống, một tỷ hạt giống tốt và một tỷ hạt giống xấu. Thì trong cái khoảnh khắc mà mình nhận lại cái hạt giống xấu của mình đã gieo với con ấy, thì
anh là đúng gốc đấy, mình sẽ nói lại anh là đúng gốc, thì cái việc mình nói lại với chồng ấy, mình chỉ sướng sướng mình ngay lúc đó thôi. Thế nhưng mà sau đó nhiều người nói là thế ơi, kiểu như là con tức giận con nói lại chồng ấy, nhưng mà đến tối về thì lúc khi con cảm thấy bình tĩnh hơn thì con đã hết giận chồng con rồi. Nhưng mà thầy nói là lúc đấy thì 1 tỷ hạt giống xấu ban đầu ạ, nó đã nở thành 1,5 tỷ hạt giống rồi, tức là nó không có tác dụng. Tức là thầy nói là nếu mà muốn là phải ngay từ cái lúc mà mình, tức là bậc thầy về thiền định là phải chụp được cái tâm trí của mình trong cái lúc mà mình đang định khởi lên cái ý muốn tức giận phản ứng lại với chồng ạ. Thế còn thầy bảo là nếu mà bạn cứ tiếp tục là thầy ơi kiểu như là con không tức giận anh ấy nữa, tức là con đến tối rồi, con cảm thấy bình an rồi, thì bảo là cái lúc đấy cái hạt giống này này nó là quá muộn rồi, tức là có 1 tỷ hạt giống, 1 tỷ cái hạt xấu ạ, trong cái lúc tức giận đấy mình đã có sẵn 1 tỷ hạt giống xấu rồi nhá, thì lúc đấy nó đã nhân lên thành 1,5 tỷ hạt giống xấu rồi. Và ai ai là người phải nhận đấy, những cái hạt đấy chính là mình. Nên là thầy nói là vì sao là thầy tức là thầy biết là tất cả chúng ta đều có rất nhiều sự tức giận ấy, nên là thầy luôn luôn phải kể lại cái câu chuyện cái bút để giúp chúng ta thoát ra khỏi được cái cảm xúc tiêu cực đấy của chúng ta đấy. Thầy muốn cứu chúng ta, tức là thầy muốn giúp chúng ta thoát khỏi những cái việc nhân nhân lên hàng tỷ tỷ hạt này này. Và thầy nói là cái bậc thầy về thiền định ấy, không phải là một cái người mà ngồi yên lặng trong 3 năm. Thì thế là thầy của thầy không dẫn thầy đi và nhìn thấy một người ngồi im lặng trong 2 năm, ngồi một chỗ, ngồi thiền một chỗ trong 2 năm, thì thầy mới nói là đấy không phải là bậc thầy thiền định, cái đấy dễ ai cũng làm được đấy. Thì nói thế thì nói là cái bậc thầy thiền định là người chụp được cái tâm trí của mình này, thì cái tâm trí của mình nó như gió, mọi người hiểu không? Cái tâm trí này này nó như kiểu là gió, nó như gió thì là rất khó để chụp chụp được nó. Thì cái bậc thầy về thiền định ấy, bậc thầy thiền định là cái người mà chụp được cái tâm trí này này đấy, thì cái mẹ đúng không, chụp chụp được cái tâm trí này đó. Bậc thầy về thiền định là người chụp được tâm trí của mình trong khoảnh khắc là mình ở trong căn bếp với người chồng ạ. Thì thầy nói đấy mới là cái bậc thầy về thiền định, tức là cái tâm trí của mình nó liên tục nó khởi lên ý. Mình cứ tưởng tượng như là một cái bộ phim rất chậm rãi, mình vừa nhà mình mở cửa ra này, xong chồng mình này. Chồng mình lúc đấy thì chồng mình như kiểu là có những hạt giống nó thúc đẩy ấy, nó cứ chạy long 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 trong đầu chồng mình, xong nó bảo là há mồm ra, đẩy lưỡi ra, nói em là đúng không, em là đúng không. Kiểu cảm giác như quay chậm như thế. Thì đó là nếu mà mình quay chậm với trong tâm trí mình như thế thì mình chụp được cái tâm trí của mình mới khởi lên là anh mới là đúng không. Thì bảo là thầy nói là trong cái kinh kinh kim cang, cái người mà ở cấp độ thấp, người ở cấp độ thấp thế, trong kinh kinh kim cang cái người ở cấp độ thấp á, người ở dưới này thôi, thì là cái người mà nói lại với chồng là anh là đúng ngốc, đấy cái người mà nói lại với chồng anh là đúng ngốc, nhưng mà nói xong kiểu như là che mồm lại đây này, nói xong thì ngay ngay lập tức là lấy tay che cái mồm lại vì biết biết là mình vừa nói sai. Cái người ở cấp độ thấp, còn đến người mà ở cái cấp độ cao hơn ấy thì là người chụp được cái tâm trí của mình, chụp tâm trí của mình trong cái khoảnh khắc mà cái cảm giác khó chịu cái lây xa nó hiện lên ấy, thì là chụp được tâm trí của mình trong khoảnh khắc đấy. Thì đó, thì hôm trước em có chia sẻ mọi người là khoảnh khắc mà em làm được cái điều này nó rất là ngắn thôi, nhưng mà
nhưng mà nó rất là khó khi mà mình đã có thói quen phản ứng, thói quen tức giận với những cái điều nó giống nhau đấy, tức là khi mà cùng một sự việc đấy mình luôn phản ứng với cái cách giống nhau, nhưng mà để mình mới nhận ra là mình đang đang bắt đầu cảm phản ứng theo cái cách cũ ấy, là nó là cả một quá trình ấy. Thầy nói là đấy, bậc thầy của thiền định là chụp được cái tâm trí của mình, thì là người ở cấp độ cao trong kinh Kim Cang là thế. Thì tức là lúc đấy là mình dừng cái tâm trí của mình lại nhá, và mình không giận chồng mình nữa, mà mình chụp được tâm trí của mình trong 2 giây, trong 2 giây dừng tâm trí, tức là mình dừng cái tâm trí của mình là một này, và mình không giận chồng. Tại vì thực tế là nếu mà bạn tức giận như thầy đã nói đúng không, nếu mà bạn tức giận và không giận chồng, nếu mà bạn tức giận với một ai đó, tức là bạn tức giận với không ai cả, mọi người cứ nhớ hai người chồng, hai đứa con, là mình cứ bảo là mình không làm gì cả, mình tức giận với cái người mình bảo mình không làm gì cả, nhưng mà thực tế là mình luôn luôn làm một cái gì đó để mình nhận lại cái hạt giống này. Nhưng chỉ có điều là lúc đấy là cái kênh giận dữ với kênh nó chen cái kênh chính giữa này, cái kênh sáng suốt thông minh của mình. Thì thầy nói là cái hạt giống này nhá, 1 tỷ hạt giống xấu, rồi sau đó là có một điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ không giận dữ với những cái người nóng tính ấy. Tức là để gieo cái hạt giống, cái hạt giống này, thì có một cái hạt giống nữa là chúng ta sẽ không giận dữ, không giận dữ với người nóng tính. Những cái người nóng tính ấy, thầy nói như thế này, tức là những cái người nóng tính là họ, tức là họ hay nóng tính ấy, thì mình hoặc là những cái người mà mình cảm thấy ghét ấy, mình không thích ấy, thì thầy bảo là trước khi mà nhìn thấy họ, trước khi gặp họ thì phải ngay ngay trước đó khoảng độ 2 giây, trước khi họ mở miệng họ nói cái gì ấy, mình phải nghĩ thật nhanh trong tâm trí mình ấy, để mình hạn chế cái sự giận dữ của mình, thì mình phải nghĩ thật nhanh là à, người này chắc chắn là sắp nói một cái điều gì rất là ngu ngốc những người mà mình không thích ấy, thì mình phải chụp thật nhanh trong tâm trí mình là mình phải chuẩn bị, mình phải sẵn sàng trước cho cái sự tức giận của mình nó sắp diễn ra, mình phải nói là người này sắp nói một cái điều gì rất là ngu ngốc, thì nó sẽ giảm cái sự giận dữ của mình xuống, vì mình biết trước ấy. Mọi người tưởng tượng như là khi mà mình, tức là một món hàng là mình biết trước của ví dụ giá của nó là 10.000, thì mình đang định trong đầu là giá của một món hàng này là 11.000 chẳng hạn, thì khi mà người ta nói 10.000 thì mình sẽ thấy rẻ đúng không, mình đang tức giận, mình biết trước là người đấy sắp nói ngu ngốc, người người đấy nói cái điều không ngu ngốc lắm thì mình sẽ bình thường hơn đấy, nhưng mà khi mà người ta hỏi món đấy là 15.000 thì mình sẽ rất rất là tức giận đấy. Đấy, thế nên là thì bảo là hãy chuẩn bị cho bản thân mình sẵn sàng để giảm bớt những cái hạt giống của sự tức giận đấy. Thì đó là với những cái người mà mình không thích. Còn với những cái người nóng tính thì thầy có một cái ví dụ về cái việc như thế này, tức là nếu mà mình giận dữ lại với những người khác, hay đặc biệt những người nóng tính ấy, thì thầy nói là có một câu chuyện là có một cái người cha cạo râu, buổi sáng vào trong phòng tắm cạo râu, sau đó thì người cha để cái dao cạo râu ấy ở trên bồn tắm, và hai vợ chồng đấy thì có một đứa con, thì sau đó người cha đi làm thì cái đứa con nó mới vào bồn tắm, nó nhìn thì cái dao cạo râu, nó tò mò, nó không biết là cái gì, thì mà nó mới lôi ra, nó nghịch và nó bị chảy máu. Thì thầy nói là cái cảm xúc khi mà nhìn thấy đứa con nghịch dao và bị chảy máu nó rất là kinh khủng đúng không, mình tưởng tượng mình thấy xem nó rất là kinh khủng, nhìn thấy con mình bị dao, bị chảy máu. Thì thầy nói là cái dao ấy, cái con dao ấy, đấy, cái con dao này nó chính là cái sự giận dữ của chúng ta. Và thầy nói là nếu mà chúng ta quay thời lại nhìn lại cái thời điểm chúng ta giận dữ ấy, thì cứ như kiểu là chúng ta đang chơi với những con dao cạo, và những vị Phật trong tương lai, là chính chúng ta, những người thành Phật trong tương lai sẽ bảo là trời ơi, cô ấy lại chơi với dao cạo nữa rồi, cái cảm giác của họ nó rất là kinh khủng như thế. Khi mình nhìn thấy cái đứa con của mình nó chơi cái dao và bị chảy máu,
thì khi mà mình giận dữ với người khác, đặc biệt là với những người nóng tính, nó như một con dao ấy, nó tự đâm vào chúng ta. Tức là thầy nói cái con dao ở đây chính là cái sự giận dữ của chúng ta. Và những cái chúng ta ở cái thời điểm tương lai ấy, thầy nói là tất cả chúng ta sẽ đều thành Phật, nhưng mà chúng ta thời điểm tương lai quay lại thời điểm này thì chúng ta sẽ tức là chúng ta có khả năng đi đến bất cứ đâu chúng ta muốn, mà và chúng ta sẽ, trời ơi, đấy lại nghịch dao nữa rồi, nghịch dao chảy máu, người ta cảm thấy rất là đau đớn. Và có những người rất là đặc biệt xung quanh chúng ta như cha mẹ, người thân ấy, khi mà nhìn thấy chúng ta tức giận như thế là cảm thấy rất là đau đớn. Khi mà đấy, khi mà nhìn thấy đứa con của mình chơi với dao thì chúng ta mà nóng giận thì cũng không khác gì cái người con mà đang chơi với dao đâu, tự nghịch dao và làm mình chảy máu. Nên là thầy nói là đừng có tức giận với những cái người mà nóng giận ấy. Những cái người tốt, những người quan sát cho mình và luôn cầu nguyện cho mình, họ sẽ rất rất là buồn, rất là tổn thương khi mà thấy mình và cùng thấy mình giận dữ đó. Thì thầy nói là kinh dạy chúng ta hai điều, tức là một là kinh dạy chúng ta là một là không giận dữ với người nóng tính, không giận dữ với người nóng tính. Và thứ hai là không chơi với dao. Không chơi với dao nè. Đó. Thì thì ngoài ngoài cái ngoài cái này ra, ok, thì đó là cái phần về về hạt giống. Và có một cái điều rất là quan trọng nữa là thì nói là cái hạt giống cảm xúc giận dữ ấy, nó ngoài nó tức là nó đã là hạt giống xấu rồi nhá, và mình nhân nó lên rất là nhanh. Và thứ hai là thì nói là cái phần địa ngục ấy, tức là trong tiếng Anh nó có một cái câu là go to the hell, tức là khi bạn ghét ai đó, tức giận ai đó, bạn nói là hãy đi xuống địa ngục đi. Đấy, hãy đi xuống địa ngục đi. Thầy nói là cái người mà nói câu đấy với bạn ấy, dù họ có ghét bạn như thế nào nhá, dù họ có tức giận bạn như thế nào nhá, thì họ không bao giờ có thể là người mà đưa mình xuống địa ngục được. Thế nhưng mà cái người duy nhất mà đưa được mình xuống địa ngục nó chính là mình. Tức là thầy nói là địa ngục thì có nhiều người là không tin họ nó tồn tại ấy. Nhưng mà thầy nói là trong những cái kinh rất là lớn của người Tây Tạng xưa thì có mô tả lại, và rất nhiều cái cuốn kinh lớn nó mô tả có cái giống nhau ấy, dù là nó rất là khác nhau về thời điểm, nhưng mà cái địa ngục là có những cái miêu tả của những cuốn kinh lớn nó khá là giống nhau. Thì thầy nói là người khác ấy cứ nói mình xuống địa ngục đi, nhưng mà họ không thể làm được điều đó. Chỉ có duy nhất một người làm được điều đó chính là cái sự tức giận của mình. Thì thầy nói là khi mà mình ví dụ như trong căn bếp ấy, mình nói lại với người chồng là anh là đứa ngốc, mình tức giận lại ấy, thì mình cảm thấy rất là sung sướng, đúng không? Mình nghĩ rằng mình đã được trả thù, mình được thoải mái. Nhưng mà thầy bảo là cái cảm giác đấy ấy, nó chỉ có trong 5-10 phút thôi, rồi nó sẽ nhanh chóng tan biến. Thế nhưng mà cái cuộc sống đã đầy ở địa ngục nó kéo dài hàng trăm hàng triệu năm, thì thầy nói là nó không đáng 5 hay 10 phút để phản ứng giận dữ lại với người ấy. Nó không đáng để đầy chúng ta phải đầy xuống địa ngục trong cái quãng thời gian lâu như thế. Nên là thầy nói hãy dừng cái tâm trí, tức là chỉ có chính mình mới có thể đưa được mình, chỉ có chính mình mới đưa được mình xuống địa ngục thôi. Thì có thể là thầy nói là có nhiều người không tin có địa ngục ấy. Thế nhưng mà thì nói là trong cái miêu tả của các cuốn kinh lớn thì nó đều có, và cái sự mô tả nó khá là giống nhau. Thì thầy nói là cái người duy nhất mà đưa chúng ta xuống địa ngục là chính chúng ta. Tức là và cái cách tốt nhất, cái cách tốt nhất để cách chúng ta đưa mình xuống địa ngục, và cái cách tốt nhất để chúng ta làm cái điều đấy chính là bằng một cách
chứ bằng cái lệnh play sai hay cái sự giận dữ của chúng ta. Một sự giận dữ này. Đấy. Cái thứ nhất là chúng ta đưa chúng ta xuống địa ngục chính là bằng cái sự giận dữ của chúng ta. Thì thầy nói là hãy dừng cái miệng của mình lại, và hai là dừng cái tâm trí của mình lại. Hãy dừng cái tâm trí và dừng cái miệng của mình lại. Thứ hai là hãy dừng cái miệng của mình lại. Dừng cái miệng. Nói biết này, không ai biết là gì. À, tức là chúng ta có thể làm tổn thương người khác trong 5 phút ấy. Thế nhưng mà cái cuộc sống ở địa ngục hàng triệu năm nó không đáng. Nó không đáng chúng ta làm như thế. Nên tốt nhất là hãy dừng cái miệng của mình lại và rời khỏi phòng. Trong cái thời điểm mà chúng ta còn chưa thật sự bình tĩnh lại được. Đó, thì thầy nói là cái hạt giống mà những vấn đề mà sự giận dữ mang lại, ví dụ như là khi mà mình tức giận lại với chồng ấy, thì sau đó lại con mình lại tiếp tục là hư với mình, đúng không, là tức giận với mình đó, nó hạt giống nó cứ vòng làm cái vòng luẩn quẩn như thế. Nhưng thầy nói là những cái điều đó nó thực sự nó không phải là cái điều quan trọng nhất. Cái điều quan trọng nhất là cái cảm xúc tức giận này nó mang lại cho mình những cái hạt giống mà nó sẽ khiến mình tái sinh làm cái con rắn ở kiếp sau, hoặc là mình bị đọa đày xuống địa ngục ấy, như thầy nói. Tức là cái vấn đề thật sự mà cảm xúc tức giận mang lại chúng ta, cái vấn đề thật sự ấy, tức là ngoài những cái vấn đề về thân thể này, cái vấn đề thực sự mà cảm xúc tiêu cực mang lại ấy, không phải là chúng ta sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn là những đứa con nó sẽ cãi lại chúng ta hay như thế nào, mà cái vấn đề thật sự mà cảm xúc tiêu cực mang lại là nó khiến chúng ta tái sinh làm con rắn ở kiếp sau, tức là nó khiến chúng ta làm tái sinh làm súc vật. Nó khiến ta tái sinh làm súc vật. Làm con rắn ở kiếp sau. Và nó đoạn đầy. Nếu mà chúng ta liên tục giữ cái sự giận dữ trong một thời gian dài thì những cái hạt giống nó liên tục nó nở rất là nhanh, rất là kinh khủng. Nên nó sẽ đoạn đầy chúng ta xuống địa ngục. Đó. Thì thầy nói là cái cách thầy biết là chúng ta rất hay giận dữ và những người xung quanh cũng rất là hay giận dữ, thì thầy nói là cái cách để mà thầy giúp thì là mà hoặc là chúng ta giúp người khác thì hãy dạy họ về hạt giống. Thì thầy còn nói là cha của thầy mà trước khi chết ông ấy bị ung thư và ông ấy sẽ chết rất là nhanh, thì thầy nói là ông đấy lại có thường xuyên là giận dữ, ông ấy hay có cái hạt giống giận dữ lắm. Thì thầy biết là ông ấy có những cái hạt giống giận dữ và thầy muốn giúp ông đấy. Thế nhưng ông đấy lại không phải là một cái người tôn giáo, ông ấy không theo một cái tôn giáo, không có cái niềm tin tôn giáo. Thì thầy muốn giúp ông là bằng cách là loại bỏ những cái hạt giống xấu ấy, giúp ông là gieo được những cái hạt giống tốt trước khi mà ông ấy chết. Thì thầy mới nói dạy ông ấy về cái bước. Thì mọi người hỏi là thế làm thế nào dạy cho một người như thế về cái bước, thì thầy mới bảo là thầy mới hỏi, tức là thầy gài ông bằng cách là thầy hỏi ông những cái điều mà ông làm trong quá khứ, nếu mà được làm lại thì ông cũng có làm như thế nữa không, thì ông trả lời là ông không, ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Đó là cách để thầy dần dần là thầy gieo những cái hạt giống tốt cho ông ấy. Đó, thì gài cho ông những cái hạt giống tốt. Và thầy nói là kể cả nhé, trong một cái kiếp sống bạn có làm bao nhiêu cái việc xấu, nhưng mà chỉ cần cái khoảnh khắc mà trước khi chết bạn hiểu về cây bút, thì nó, tức là cái hạt giống của cái cây bút ấy, nó sẽ giết chết những cái hạt giống khác. Mọi người thấy không? Ví dụ như là cái hạt giống về cái việc tái sinh làm súc sinh ấy, nó chuẩn bị đấy. Nhưng mà ngay cái lúc trước khi chết mà mình hiểu được về cây bút, chỉ cần trước khi chết thôi,
thì nó sẽ giết chết những hạt giống mà khiến bạn trở thành súc sinh ấy. Khiến bạn tái sinh làm súc vật đó. Thì thầy bảo cái hạt giống cây bút nó rất là mạnh mẽ, hạt giống về cái tính không. Thế nên là đấy là cái lý do mà thầy liên tục thầy kể đi kể lại trong các buổi của học của thầy, trong tất cả những cái buổi mà thầy đi dạy ấy. Thầy bảo là thầy liên tục kể đi kể lại vì thầy biết là chúng ta có rất nhiều cái sự giận dữ. Thầy biết cái đối tượng của thầy là những cái người mà có rất là nhiều sự giận dữ, có rất nhiều cái hạt giống xấu, nên thầy muốn là mọi người có được một cái hạt giống cây bút ở trung tâm trí mình, cái hạt giống nó rất là mạnh mẽ thì nó sẽ xóa được những cái hạt giống xấu của mọi người đó. Thì thầy thầy có kể một cái câu chuyện như thế này, tức là bạn của thầy là tức là bạn của thầy một người cũng ở trong núi Kim Cương, thì sau đó lấy vợ, hai vợ chồng đều làm núi Kim Cương, thì cô ấy có bầu 26 tuần, bầu bé gái. Thì lúc 26 tuần là cô ấy lên máy bay, cô ấy về thăm bố mẹ. Thì tuy nhiên là trong lúc mà lên máy bay đấy thì cô đấy đòi phi cơ là phải hạ cánh khẩn cấp vì cô ấy sắp đẻ rồi, đẻ sớm trước 10 tuần. Mình tưởng tượng không? Thì khi mà hạ cánh khẩn cấp xuống ấy thì cô ấy đẻ, đúng là cô ấy đẻ thật, và đứa trẻ đấy bị sinh non sinh sớm trước 10 tuần. Nhưng mà rất may mắn là nó phải hỗ trợ ống thở trong vòng 9 tuần và sau đó nó vẫn sống được, nó vẫn tiếp tục sống được. Thì thầy nói là nó chỉ cần sinh sớm 2 tuần thôi thì nó không có phổi, tức là chắc chắn nó sẽ phải chết, nó không thở được. Sinh sớm 2 tuần thôi là lúc ấy nó chưa có phổi. Thì thầy nói là chính cái hạt giống về về cái cây bút ấy, hạt giống về cái sự mạnh mẽ đấy, nó lấy cái phổi ra khỏi những hạt giống xấu, mọi người hiểu không? Khi một đứa trẻ tái sinh mà nó bị sinh non ấy, tức là nó cũng có cái hạt giống nó mang theo đấy. Và thầy bảo là khi mà nó và cha mẹ nó hiểu về cái hạt giống cây bút ấy, về câu chuyện cây bút ấy, nó rất là mạnh mẽ đến mức là nó lấy cái phổi ra khỏi những hạt giống xấu. Tức là nếu cái hạt giống xấu mà nó có cái phổi đấy thì là đứa bé nó sẽ bị chết, tức là nó sẽ sinh sớm, vì vì sinh sớm thì rất là hy hữu đúng không? Người đấy những trường hợp sinh sớm rất là hy hữu. Thì đứa trẻ nó sẽ bị chết, nhưng mà vì là cái hạt giống nó rất mạnh mẽ, nó lấy cái phổi khỏi những hạt giống xấu. Và chính là vì thế mà khi mà những cái hạt giống này chúng ta liên tục học với cây bút, chúng ta liên tục có những kiểu như là luôn liên tục giúp bản thân mình có những cái giây phút mà nó gọi là giây phút tỉnh táo ấy. Giây phút chúng ta có cái luồng khí ấy, cái khí ở kinh chính giữa nó thông suốt ấy. Mục đích là gì? Mục đích chính là để cho những cái hạt giống xấu của chúng ta, thầy muốn là đẩy những cái hạt giống xấu nó ra thật là nhanh. Mọi người tưởng tượng nhé, cái khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà ép những cái hạt giống xấu nó là nhanh, chúng ta sợ đúng không? Nó sợ vì nó chúng ta sẽ có những cái tình huống xấu nó sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà thật sự là gì? Thật sự là nếu mà bạn cứ giữ nó trong người mình này, cứ giữ trong nó trong tâm trí mình này, thì nó sẽ phát triển rất là kinh khủng. Mọi người cứ biết là 1 giây là 65 hạt nở, 1 giây là 65 hạt nở, thì nó liên tục nó phát triển thành một cái cây rất là to. Và khi cây đấy mà nó hiện ra kết quả thì lúc đấy là mình, lúc đó mình không có đỡ được đâu. Mình không có đỡ nổi nữa. Nên là thầy muốn là dùng cái câu chuyện cái bút để ép những hạt giống xấu của chúng ta nở nhanh ra. Thì thay vì bạn phải chết vì một cái tai nạn xe hơi thì ngày hôm đó bạn chỉ bị đau đầu thôi, hoặc là thay vì bạn phải có một cái tai nạn rất là kinh khủng thì ngày hôm đó bạn chỉ bị sứt chân sứt tay thôi. Đấy, ý thầy nói là như thế. Tức là những cái hạt giống nó rất là hạt giống về câu chuyện cái bút, về cái tính không, nó rất là mạnh mẽ, nó là cái sự bảo vệ tối hậu của chúng ta. Thì thầy mới kể câu chuyện về cái thầy núi Kim Cương mà cũng thế. Và chúng ta thì nói là hãy nhớ về, tức là thì thầy luôn muốn chúng ta là hãy kể đi kể lại hạt giống cây bút đúng không? Thầy luôn nói là kể 3.000 lần, hay là kể, mục đích là gì? Mục đích để thầy muốn là chúng ta có cái sự bảo vệ cho chính chúng ta này đó. Và thầy cũng liên tục kể đi kể lại, thì nhiều người cứ nghĩ đến kiểu như là thầy Mike Rowe cứ nghĩ đến cái câu chuyện cây bút ấy. Có gì đâu mà lúc đầu em nghĩ thế, lúc đầu kể đi kể lại câu chuyện cây bút. Nhưng mà thực tế khi mà nghe đến Lam Vi mình mới mới hiểu là hóa ra là thầy có những cái mà thầy thầy đang muốn là giúp chúng ta. Nhưng mà vì thầy giúp chúng ta với đối tượng tâm trí của chúng ta chưa hiểu được cái hành động của thầy ấy, thì chúng ta lại có những cái quay lời quay lại là trách móc thầy sẽ quay lại là kiểu như là có gì đâu mà nói đi nói lại mãi, kiểu kiểu như thế. Nên vì vì chúng ta chưa hiểu, nhưng mà thầy đúng là thầy có một cái tâm của vị Bồ Tát. Thầy biết những cái điều đó sao thầy không biết? Thì nhưng mà thầy vẫn tiếp tục là giảng cho mọi người. Như thầy nói là hãy hãy nhớ cái hạt giống về cái câu chuyện cái bút này nó rất là mạnh mẽ,
giống như câu chuyện cây bút này này, nó rất là mạnh mẽ. Và mọi người hãy hãy nhớ về nó, và hãy nói, tức là tự mình hãy nhớ về nó này, và mình sẽ kể nó với người khác để giúp cho những cái người xung quanh chúng ta cũng được bảo vệ, những người mà chúng ta yêu quý. Còn như hôm trước em đã nói rồi, hãy kể với người khác nữa. Nó là cái sự bảo vệ cho chúng ta, nó là cái hạt giống bảo vệ chúng ta khỏi những cái hạt giống xấu mà chúng ta đã gieo. Nó là cái sự bảo vệ, nó là cái sự bảo vệ chúng ta khỏi những hạt giống xấu. Nó bảo vệ chúng ta trong cái việc mà tái sinh có làm súc vật hay làm người ấy, thì thầy nói là chỉ cần khoảng cách trước khi chết nhớ được câu chuyện thì chắc chắn là chúng ta sẽ được tái sinh làm người, chắc chắn sẽ thoát khỏi cái kiếp súc vật đó. Thì ok, đấy là cái phần hạt giống. Phần hạt giống này, cái cảm xúc tiêu cực đấy, cái vấn đề thật sự cảm xúc tiêu cực mang lại nó chính là nó gieo chúng ta là những cái hạt giống để chúng ta làm súc vật. Ok, thì bây giờ là đó là xong rồi cái phần hạt giống nhá. Đó, xong về cái phần hạt giống này. Thì trong hai cái lớp này nó còn nói về một cái phần nữa là rất là quan trọng, là về cái chết. Và những cái lớp sau thì nó sẽ nói sâu hơn. Nhưng ở cái phần này thì cái hạt giống, cái cảm xúc tiêu cực nó gây cho chúng ta những hạt giống ấy, và nó gây đến cái chết nó như thế nào. Thì có một cái câu chuyện về cái con ếch như thế này. Mình sẽ bắt đầu bằng cái câu chuyện con ếch nhé. Sẽ vẽ được con ếch ở đây. Con ếch này nó hơi kinh dị rồi. Nhớ vẽ con ếch như thế nào đây. À, con ếch như này. Có cái câu chuyện về con ếch như thế này. Tức là có con ếch nó sống trong một cái giếng ấy, và nó luôn nghĩ nó ở đấy, nó là vua. Nó là vua của cái giếng đấy. Chẳng giống con ếch lắm, thưa kệ nhé. Có con ếch nó sống trong cái giếng ấy, và nó nghĩ nó luôn là vua ở đấy. Nó vua của cái giếng này, nó vua của tất cả các loài. Thì có một hôm có cái con cú ấy. Con cú là nó rất là thân với cái giếng này, nó hay xuống đây nó uống nước này. Ông con cú nó đấy, ở trong cái giếng này có một con cú, nó đến uống nước, và con cú là bạn thân ấy. Thì con ếch thì nó khoe với con cú là nó khoe với con cú này này là tớ là vua của cái giếng này đấy, tớ là vua của cái thế giới này. Con ếch bảo với con cú đấy, tức là con ếch nó chỉ thế giới của nó chỉ là cái giếng này thôi mà. Thế nó mới bảo là tớ là vua của cái thế giới này đấy. Tớ là vua của cái thế giới này. Đấy. Nó bảo con cú xuống nước, thế con cú bảo là ok, cậu là vua của thế giới này. Nhưng mà hãy lên lưng tớ để tớ cho cậu xem cái này. Và nó bảo con ếch là hãy bịt mắt lại. Thì bảo con ếch là hãy lên lưng nó và nắm vào người nó, nắm vào cổ nó sẽ đưa lên. Nó sẽ bảo con ếch là bịt mắt lại. Và bay lên cao, là con cú nó bay lên cao và nó bay ra đại dương, xong rồi nó đặt người nó sát xuống cái nước của đại dương và bảo con ếch là hãy mở mắt ra. Đấy. Thì khi mà con ếch nó mở mắt ra và nhìn thấy cái thế giới bên ngoài, nhìn thấy cái đại dương, thì tâm trí nó bắt đầu nổ tung, tâm trí nó nổ tung. Tại vì sao? Là vì nó đã quen sống ở cái giếng và nó nghĩ là cái thế giới nó chỉ có thế thôi, nó là bá chủ cái thế giới này, nó chỉ có thế thôi. Và đến khi mà đặt mắt của nó vào cái đại dương thì tâm trí nó nổ tung, nó không thể chịu đựng được cái điều đấy. Đấy, thì thầy nói là cái kiếp này của chúng ta này, nó giống như là cái giếng. Cái giếng nó chính là cái kiếp này của chúng ta này. Thì nó giống như cái giếng này này. Nhiều người nói là họ chỉ có kiếp này thôi, họ chẳng có kiếp sống nào nữa. Thì thầy nói không, cái thời gian là vô tận, cái không gian là vô tận. Bạn không phải chỉ sống ở trong cuộc đời này 50-60 năm, mà bạn có rất nhiều kiếp không thể sống được. Nghe là chúng ta này, chúng ta không chỉ sống ở trong ngày 50-60 năm, mà chúng ta có rất nhiều kiếp khác nhau, rất nhiều cái kiếp sống khác nhau. Và cái điều nguy hiểm là chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có kiếp này đấy, nên là chúng ta tiếp tục gây những cái nghiệp, hoặc là chúng ta nhiều con ếch khi mà ở trong cái giếng thì chúng ta nghĩ là chúng ta đã làm tốt tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà chúng ta không nghĩ là ngoài kia thế giới còn cả một đại dương bao la. Thì khi chúng ta mà
mà trong cái kiếp này mà kết thúc như kiểu con ếch nó không ở trong giếng nữa, nó ra nó đặt nó hẳn vào một cái dòng nước vô tận của đại dương ấy, cái thời gian không gian bao la, thì tâm trí nó không chịu đựng được, nó nổ tung luôn, nó nổ tung luôn, tại vì nó không có cái sự chuẩn bị cho cái điều này. Nên thầy nói là cái điều nguy hiểm ấy, là chúng ta như con ếch này này, và chúng ta làm bất cứ gì chúng ta thích ấy. Chúng ta không nghĩ là chúng ta có những cái hạt giống nghiệp để chúng ta ở trong cái dòng chảy vô tận ấy. Nên là thầy nói là cái điều nguy hiểm thật sự là cái cảm xúc tức giận, nó khiến chúng ta tái làm rắn kiếp sau, tái sinh làm súc vật ở kiếp sau ấy. Thì vì thế là hãy nhớ như em nói vừa nãy, là hãy nhớ cái câu chuyện kiếp bút, nó giúp chúng ta rất nhiều khi mà trên đường đến với cái chết. Thì chúng ta hiểu là chúng ta không chỉ kết thúc, chúng ta không hiểu cái giếng này đâu, mà chúng ta có cả một cái đại dương, có một đại dương mà chúng ta luôn mang theo những thứ chúng ta có thể sang cái đại dương đấy, chứ không phải nguyên ở trong cái giếng này, chúng ta là vua ở cái giếng này đúng không? Như ở trong cuộc sống này thế, chúng ta có mọi thứ, chúng ta nghĩ chúng ta là vua, nhưng mà nó là chưa đủ, nó là chưa đủ. Thì thầy có nói là về cái chết này này, thì thầy có nói cụ thể hơn là những cái người chết ấy. Tức là khi sau khi chúng ta chết, chúng ta này sau khi chết thì chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái, chúng ta sau khi chết này, này chết này, thì chúng ta rơi vào cái trạng thái gọi là trung ấm. Mọi người chắc cũng có nghe đến cái trạng thái này rồi, tức là trong 49 ngày sau khi chết ấy, chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là trạng thái trung ấm. Và trong cái trạng thái này thì tức là chúng ta có một cái khả năng lực đặc biệt, tức là trong trạng thái trung ấm thì chúng ta có một cái năng lực đặc biệt. Những cái người chết ấy, họ có một cái năng lực đặc biệt là chúng ta có thể nghe này, có thể nhìn này, nghe có thể nhìn thấy, có thể hiểu được suy nghĩ của tất cả mọi người. Chúng ta có thể nghe được tất cả những gì người khác nói, từ bằng bất cứ một ngôn ngữ nào, nhưng mà chúng ta không thể nói lại với họ. Chúng ta có thể nhìn thấy họ, chúng ta có thể nhìn thấy cả suy nghĩ ở trong đầu họ. Đó, đó là cái năng lực đặc biệt của những cái người sau khi chết 49 ngày. Trong 49 ngày sau khi chết ấy, họ có cái năng lực đấy. Và thầy nói là tức là những cái người chết ấy, mà khi mà họ tức là cái hạt thầy nói đang đến là cái phần 4 và 5 này, chúng ta sẽ chuẩn bị cho họ như thế nào. Tức là cái khoảnh khắc trước khi chết ấy, thì là những cái hạt giống sẽ liên tục trồi lên, và có cái câu chuyện về cái em đã nói mọi người là về cái vòng quay sổ số ấy đúng không? Tức là về cái sổ số này, về cái sổ số này nhá, thì thầy mới kể câu chuyện là những người thầy của thầy ấy, là cái người duy nhất ở trong cái chùa đấy được xem TV để xem có tin tức gì ảnh hưởng các vị tăng, thì thầy sẽ gọi các vị tăng lên để truyền lại. Thì một hôm thì thầy đang ngồi thì tự nhiên thầy gọi thầy Michael Gross lên là lên đây. Thế thầy mới lên, thì tức là cái chương trình thử số của Mỹ ấy, nó rất là nổi tiếng, và có những cái cô gái ăn mặc quần áo nó rất là ngắn, rất là gợi cảm đúng không? Thì thầy bảo nhìn này, thì lúc đấy là cô gái đấy đang đứng ở cái vùng cây sổ số ấy. Thì thầy bảo nhìn này, thế xong thầy Michael Gross nảy lên suy nghĩ nghi ngờ, thầy làm gì vậy, thầy là một người đi tu mà sao thầy lại cứ nhìn vào cái cô gái ăn mặc sexy gợi cảm đấy. Thế xong thế thầy Michael Gross bảo cái gì ạ, hãy nhìn này, chính là nó. Thầy Michael Gross lại càng không hiểu, bảo là tại sao lại cứ phải nhìn cái cô gái này. Thế xong thầy bảo là nó chính là cái chết. Thế xong thầy mới nói, tức là cái cô gái đấy nó là cái người mà thò tay vào cái hạt giống, những cái hạt nó đang quay lung tung như này đúng không, và cô sẽ thò tay và cô sẽ lấy một cái số ở trong này ra, và sẽ công bố là cái người có dãy số đấy là chiến thắng. Thì chính là cái khoảnh khắc đấy, cái khoảnh khắc trước khi chết ấy, thì nó rất giống với chúng ta là khi mà chúng ta chết ấy, thì cái khoảnh khắc đấy là chúng ta đưa tay vào cái gọi là cái túi hạt giống của chúng ta, và nó đang chạy lung tung lộn xộn, và chúng ta sẽ chụp lấy một cái hạt giống.
để chúng ta chọn là chúng ta tái sinh lên kiếp sau. Thì thầy nói là cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc cô gái cầm cái hạt giống ấy, chính là cái khoảnh khắc mà là trúng số độc đắc, gọi là trúng số độc đắc. Thì chính là cái khoảnh khắc của chúng ta cũng có thể là trúng số độc đắc nếu chúng ta chọn đúng cái hạt giống tốt. Đấy, thì nói là cái khoảnh khắc này nó vô cùng quan trọng để chúng ta có thể trúng số độc đắc cho cả một cái kiếp sống sau của chúng ta. Thì thầy nói là khi mà cái chết mà cái chúng ta chọn được đúng cái hạt giống tốt ấy, thì cái tái sinh của chúng ta làm kiếp sau nó sẽ đúng. Còn nếu mà thường, nhưng mà thường thì nói là khi mà người mà sắp chết ấy, họ cảm thấy rất là sợ hãi, ai cũng thế thôi, cảm thấy rất là sợ hãi. Và khi đó thì những cái hạt giống xấu nó liên tục nó trồi lên, hạt giống giận dữ, những cái nghiệp xấu nó liên tục nó trồi lên rất là mạnh. Như thế nói là nếu mà chúng ta không có cái sự luyện tập trước, hoặc là chúng ta không có cái sự trợ giúp cho họ, thì rất khả năng, rất là cao là chúng ta sẽ chọn những cái hạt giống xấu. Tại vì nó quá là mạnh và nó chúng ta không có sự luyện tập ấy, nó bắn lung tung, và khả năng cao cái hạt giống xấu nó sẽ trồi lên rất là mạnh. Thế nên là chúng ta phải luyện tập thiền cà phê mỗi tối là thế, để chúng ta nghĩ về những cái điều tốt chúng ta đã làm. Chúng ta luyện tập hàng ngày cho cái việc chúng ta bốc vào cái hạt nào, thì chúng ta hãy làm nảy những cái hạt đấy lên bằng cách là luyện tập mỗi ngày, thì chúng ta đâu biết là hôm nào chúng ta sẽ chết, đúng không? Nên là cách thứ nhất là luyện tập để cho càng nhiều cái hạt giống tốt nó ở trong cái lồng này càng tốt. Để khi mà chúng ta chết đi thì cảm giác chúng ta đã luyện tập được rất là nhiều lần chuẩn bị cho cái điều này rồi ấy. Thì thầy nói là khi mà những cái người mà gần chết ấy, họ cảm thấy rất là lạnh. Họ cảm thấy rất là lạnh. Và cái điều quan trọng của chúng ta, và khi mà họ cảm thấy rất là lạnh thì mong muốn rất là tự nhiên ấy. Họ muốn đi đến cái nơi nào ấm hơn, đúng không? Nơi nào ấm áp hơn. Thì nó rất quan trọng vì cái nơi nóng hơn ấy. Nơi nóng hơn mọi người biết là nơi nào không ạ? Mọi người biết cái nơi nóng hơn là nơi nào không? Và khi mình sắp chết ấy, địa ngục. Đúng rồi. Quan trọng là cái nơi nóng hơn nó lại địa ngục. Nên là khi mà họ lạnh và họ cảm thấy tôi muốn nóng hơn và cảm thấy rất là sợ hãi, tâm trí nó nổ bung các hạt giống lại, thì khả năng rất là cao họ sẽ chọn một địa ngục, tại vì địa ngục nó sẽ rất là nóng mà. Thế nên là thì nói một cái khác là thế làm thế nào nếu mà có một cái người thân qua đời thì chúng ta làm thế nào để giúp người thân chúng ta? Làm thế nào để giúp những người thân của chúng ta khi mà họ vừa qua đời? Thì thầy nói là trong cái khoảnh khắc đấy thì chúng ta phải, tức là phải chuẩn bị cho họ một cái sự bình an ấy. Thầy nói là đầu tiên là phải cho họ cái sự bình an. Thì với những cái người mà, nhất là những cái người mà họ không có luyện tập, không có tu tập, tức là họ không biết là họ sau khi chết họ sẽ đi về đâu ấy, thì họ sẽ rất là sợ hãi. Và lúc đấy chúng ta hay như thế này, thì bạn đừng có như thế này, tức là đừng có gào thét lúc đấy. Nếu mà trong trạng thái họ sắp đi thì thứ nhất là nếu mà có cái điều hòa thì đừng hướng cái điều hòa về phía họ, vì họ đã rất là lạnh rồi mà. Cái hòa làm cho họ lạnh hơn là họ chắc chắn họ sẽ chọn cái địa ngục. Nên là khi mà họ sắp chết, là một là chúng ta sẽ không hướng cái máy lạnh về phía họ, và thứ hai là chúng ta sẽ không, tức là đừng có gào thét đừng có gào khóc, tại vì họ cũng rất là sợ hãi, họ cũng đang rất là bối rối. Nên là chúng ta cần chuẩn bị cho họ một cái sự bình an để cho tâm trí họ thật là sáng suốt ấy, để họ chọn được những cái hạt giống tốt cho cái kiếp sống sau của họ. Thì cái khoảnh khắc trước khi chết nó rất là quan trọng với cả một cái kiếp sống sau của họ ấy. Mình hãy chuẩn bị cho họ bằng cách là chúng ta hãy bình an, tức là không gào thét, không quay máy lạnh về phía họ, không gào thét. Và thứ hai là chúng ta hãy nói chuyện với họ. Tức là nói chuyện với họ, nói chuyện dù là họ trong lúc sắp chết họ không nói lại được với chúng ta không hiểu những lời của nó, nhưng mà họ có thể nghe được những cái lời chúng ta nói. Vì thế là hãy nói bằng cách là hãy nói chuyện rất là nhẹ nhàng, hãy nói về những cái điều tốt mà họ đã làm, hãy nói về những cái điều tốt mà họ đã làm trong cuộc đời của mình, hãy nói cho họ biết để họ được khơi lên những cái hạt giống tốt của họ. Đó, họ đã chăm sóc mình như thế nào, họ đã mang đến những cái điều gì tốt đẹp để cho mình ấy. Và có một cái điều quan trọng nữa là
thì nói là có một cái nghi thức ở trong Phật giáo, tức là sau khi chết là sẽ nhờ các vị sư cúng ấy, cúng cúng cho các linh hồn. Tức là thầy nói là cái ngôn ngữ mà trong những cái bài cúng đấy thì thường là những cái tiếng tiếng Phạn đấy, nhưng mà mọi người nói như kiểu niệm niệm chú đó. Thì thầy nói là không có những người nhờ thầy, thầy thầy cũng có làm. Những cái người mới chết thì không cần, có những người mà chết vài năm rồi thì sẽ cần tên, cần ảnh, cần ngày sinh, cần ngày chết của họ. Nhưng mà với những cái người mà mới mất ấy, thì không cần. Mà thầy nói là chúng ta chỉ cần là niệm, tức là nói những cái lời lời tốt với họ ấy. Thì thầy nói là thật ra là bạn cũng có thể tự làm cái điều đấy ấy, không cần phải thuê các vị sư. Mà đúng ra là những cái người thân đã mất của chúng ta sẽ lắng nghe chúng ta nhiều hơn là những cái vị sư kia nói đó. Thì thầy nói là bạn có thể bạn có thể bằng cách là hãy nói chuyện với họ, nhất là đặc biệt là trong 2 tháng đầu sau khi họ mất, hãy nói chuyện với họ và đừng nói về những cái vấn đề, và chỉ nói về những cái điều tốt mà họ đã làm với mình thôi. Thì thầy nói là cái khoảng thời gian này rất rất là quan trọng với họ, vì vậy hãy giúp họ chọn những hạt giống tốt ấy. Thì cái cách duy nhất là chúng ta thầy nói là có thể chúng ta có thể cầm những cái đồ vật họ yêu thích chẳng hạn. Thì trong cái lúc nói chuyện với họ, trong tức là thầy nói là đừng đừng có đi đi ra giữa đường hay đi ra xe buýt hay nói chuyện với họ như thế, và người ta sẽ cho mình vào cái nhà thương điên ấy. Nên là thầy bảo là chúng ta hãy nói chuyện với họ ở trong căn phòng của chúng ta, căn phòng đóng cửa lại. Thì chúng ta nói chuyện là thầy nói là có một cái học trò của thầy, con gái cô ấy mất khi mà mười mấy tuổi thôi, con gái cô ấy bị mất và cô ấy rất là đau đớn mà cô không biết làm thế nào. Thì thầy bảo là hãy nói chuyện với con gái của mình ấy. Thì bảo cô ấy là cô ấy bảo làm thế nào để giúp được con gái. Thì thầy bảo hãy nói chuyện với con gái của mình hàng ngày. Và thầy bảo là tức là cô đấy không chỉ là nói chuyện với con gái mà cô ấy còn làm hàng ngày cho đến tận bây giờ, tức là cô ấy vẫn nói chuyện hàng ngày với con gái của mình. Thì là thầy nói là chỉ nói về những cái điều tốt, đừng nói vấn đề, ví dụ như là anh có nhớ bà đã làm điều này điều kia không, tức là đừng có nói đến những cái, dù họ kể cả cuộc đời của họ có bao nhiêu là những cái nghiệp xấu họ đã làm, nhưng đừng có nhắc lại, đừng có chỉ nghĩ trong đầu mình cũng không được ấy. Vì người chết họ có một cái năng lực rất đặc biệt là họ đọc được cái suy nghĩ trong đầu mình nữa, và họ hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ. Thế nên là dù mình có nói ngôn ngữ nào thì cũng họ cũng vẫn hiểu ấy. Không thể nói là lúc đấy hãy chỉ về nghĩ về những cái điều tốt của họ, chỉ nghĩ về những cái việc tốt họ đã làm để khơi lên cái hạt giống để họ chọn được cái hạt giống tốt. Còn tại vì người chết nhiều khi người ta chết thì người ta còn không biết là người ta chết ấy. Thầy nói là trong cái trạng thái trung ấm ấy, ví dụ như là buổi sáng hôm sau mà bạn ngồi ăn sáng thì họ cũng sẽ vẫn ngồi vào cái ghế của họ, nhưng mà họ nói nhưng mà không có ai nghe, tức không ai nghe họ nói, mà nhiều khi là họ còn chưa chấp nhận được cái điều đấy ấy. Thế nên là thầy nói là chúng ta sẽ phải, tức là mọi người cứ ủ rũ và ôi kiểu như là đã mất rồi thế này thế kia ấy. Và họ bảo tôi ở đây nè, tôi ở đây mà, nhưng mà không có ai nghe được cái điều đấy họ nói, và họ cảm thấy nó rất là sốc, nhiều người họ chưa chấp nhận được. Thế nên là chúng ta hãy giúp họ bằng cách là một là bình an, và thứ hai là hãy nói chuyện với họ, nói chuyện, và đặc biệt là trong 2 tháng đầu ấy, tức là trong 49 ngày ấy, 49 ngày ạ, để giúp họ chọn được những cái hạt giống tốt của họ, để giúp họ như kiểu chọn số số trong cái trạng thái trung ấm. Để nói là cứ 7 ngày họ được thử một cái kiếp sống mới trong 7 ngày, cứ 7, 7, 49 ngày mà, tức là trong một tuần đấy họ được thử một cái kiếp sống mới và họ được tự do lựa chọn ấy. Thì thầy nói hãy giúp họ bằng cách là giúp họ chọn cái hạt giống tốt, hãy giúp họ trúng số, bằng cách là và khơi lên những cái điều tốt mà họ đã làm. Thì vì vậy là thầy nói là cái cảm xúc tích cực này, cái việc chúng ta hét vào mặt người chồng với chúng ta làm những cái điều ấy, nó sẽ lưu những cái hạt giống, nó tạo thành những cái dấu ấn ở trong tâm trí chúng ta. Và cái điều quan trọng là cái khoảnh khắc chúng ta trước khi chúng ta chết ấy, thì nó sẽ nảy lên rất là mạnh những cái hạt giống của cái sự giận dữ ấy, của cái việc giận dữ của người khác ấy, hét vào mặt người chồng ấy. Nên là thầy nói là cái điều đấy nó không đáng cho một cái kiếp sống mới. Đó. Thì là về cái chết này chúng ta
Vậy nhớ được cái điều, những cái điều này giúp được người thân qua đời thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái nghiệp, tức là sau khi mà ok các hạt giống mà gây ra cái chết cho chúng ta như thế nào, chúng ta cần chuẩn bị những cái gì. Như thế nói tất cả chúng ta khi mà đi du lịch đúng không, thì chúng ta là đều 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 có cái sự chuẩn bị ấy. Tức là ví dụ như là chúng ta mà thầy nói là thầy đi đến một cái một ngọn núi nó rất là lạnh, thế là ví dụ như là ở Ấn Độ sao thì thầy bảo là thầy mới không kiểm tra thời tiết ở đấy, thế là đến đấy thì mọi người hỏi thầy có mang theo gậy không có mang theo gậy không, thì thầy bảo tại sao phải mang theo gậy đến đây, thì mọi người nói là ở đây nó quá là lạnh, và khi bạn đi đi tè, đặc biệt là con trai ấy, thì là nó chưa kịp xuống cái vùng cầu thì nó đã đông cứng lại ở đấy rồi. Thì thầy nói là phải mang theo cái gậy đi là như thế. Như thế là khi mà chúng ta đến một nơi ấy, chúng ta phải rất là điên rồ nếu mà chúng ta không biết nó là nơi nào mà chúng ta cũng không thèm chuẩn bị cho nó, không thèm chuẩn bị cho nó là nó cần một khí hậu như thế nào, cần chuẩn bị những gì đó. Thì thầy nói là khi mà chúng ta đến một nơi ấy, chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị. Thì cái cuộc hành trình của chúng ta cũng thế, chúng ta là hành trình, chúng ta đi chung về cái chết ấy. Thì chúng ta phải chuẩn bị hành lý cho nó, chuẩn bị và đóng gói cho nó. Thế nên là thầy nói là khi mà chúng ta biết là cái hành lý chúng ta mang theo nó chỉ là những hạt giống của chúng ta, nó là những cái hàng tí tỉ hạt giống của chúng ta, thì chúng ta phải ý thức hơn chứ, đúng không? Thì chúng ta phải đóng gói, phải chuẩn bị cho nó một cách cứ bình thường như chúng ta nghĩ là chúng ta cứ cần đi thôi, chả cần phải chuẩn bị gì cả. Nhưng mà cái mà chúng ta mang, hành lý mà chúng ta mang theo, thứ mà chắc chắn chúng ta mang theo, thì chúng ta phải biết được cái nơi chúng ta cần đến nó như thế nào, thì chúng ta phải tìm hiểu về nó. Chính là chúng ta tìm hiểu về cái chết này. Ở các lớp sau thầy sẽ nói là sẽ đi sâu hơn về cái chết, về chúng ta chuẩn bị hành lý như thế nào. Thì cái chuyến đi này nó rất là quan trọng, và thầy nói là với tất cả mọi người nó đều rất quan trọng. Tại vì là thầy nói là trong cái lúc kết thúc, thầy không thể biết là trong mọi người nói là chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ, thì nói là cái điều này nó rất là quan trọng. Nếu mà chỉ hết 6-8 phút này mà bạn chết mà bạn không biết là những cái điều này thì tức là nó rất là quan trọng, nó rất là giá trị. Nên là hãy chuẩn bị cái chuyến đi chung của chúng ta, thì cái hành trang của bạn là gì, và làm thế nào để đóng gói hành lý, tức là mình không né tránh mà mình sẽ lên kế hoạch trước cho nó ấy. Thì đó là về việc hạt giống nó ảnh hưởng, cái cảm xúc tiêu cực nó mang đến hạt giống nào, nó ảnh hưởng cái chết của chúng ta như thế nào, và chúng ta có thể làm gì để giúp người khác trải qua được cái chết của họ, nhất là những người thân xung quanh. Thì thầy nói về một cái ý quan trọng nữa là cái nghiệp. Trong cái lớp này thầy nói một cái ý rất là quan trọng là cái nghiệp. Thì nói như thế này, tức là nếu nói về nghiệp ấy, thì chúng ta có ba loại nghiệp mà chúng ta cũng quen rồi, đúng không? Chúng ta đều biết rồi. Tức là có ba loại nghiệp, đầu tiên là đầu tiên sẽ là ý nghiệp. Ý nghiệp thì này nói là cái nghiệp thô này là cái nghiệp quan trọng nhất này. Cái ý nghiệp này là cái nghiệp thô, nó là cái nghiệp quan trọng nhất. Vì sao? Vì sao? Vì nó là những cái gì mà chúng ta nghĩ ấy. Không ai nhìn thấy mình đang nghĩ gì nhé. Và ngay cái khoảnh khắc này, ngay bây giờ chúng ta đang học, đúng không? Và mỗi người trong đầu chúng ta có một cái suy nghĩ và chúng ta đang tạo ra nghiệp. Nhưng mà ngay trong bây giờ chúng ta tạo ra nghiệp xấu, nghiệp tốt thì không ai biết được. Mà chúng ta, nó là cái nghiệp thô này, nó là nghiệp thô và nó là cái nghiệp quan trọng nhất. Chúng ta có ý nghiệp, có thân nghiệp, có khẩu nghiệp.
mà có thân nghiệp. Nó có ba cái nghiệp này. Thì nó là cái nghiệp quan trọng nhất. Nó là tất cả cái suy nghĩ trong tâm trí mình suốt cả ngày là mình tạo ra nghiệp ấy. Và mọi người nhớ là cái BCI level 11 của chị em cũng là cái đối thoại trong tâm trí ấy. Nó chính là về những cái ý nghiệp này này. Nói chung là những cái suy nghĩ liên tục này ra tâm trí của mình nó suốt cả ngày, suốt cả ngày. Nó chính là tạo ra cái ý nghiệp, nghiệp ở tầng ý. Khi mà mình thì nói là khi mà mình bực bội với chồng mình ấy, thì dù mình là chưa nói ra anh là đúng không, mình chỉ cần bực trong tâm trí thôi, cái đồ điên này, đồ dở hơi này. Đấy, kiểu như thế là mình đã tạo ra nghiệp rồi. Thì bảo thế, ngay cả khi mình không nói với chồng mình, mình không đánh chồng mình, nhưng mình cũng đã tạo ra nghiệp rồi. Thì thầy nói là khi mà chúng ta ý thức về cái điều này này, thì chúng ta sẽ ngăn chặn, tại vì là ý nó mới ra đến khẩu đến thân đúng không, ý nghiệp nó đến trước khẩu nghiệp với thân nghiệp. Thì đó là cái nghiệp thô, và cái nghiệp này nó là nghiệp quan trọng nhất, tại vì là nó hình thành ở trong suy nghĩ của chúng ta, nó sẽ quyết định cái khác. Và quan trọng là chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhìn thấy, tức là lúc đấy chúng ta không đủ tỉnh táo để nhìn cái suy nghĩ của mình nữa không, thì là nó sẽ gây ra rất là nhiều cái nghiệp xấu từ trong ý, và sau đó nó sẽ hiện ra từ lời nói đến cái hành động đúng không? Tức là nếu mà tâm trí của chúng ta thì đều có những cái hạt giống, như vậy thì nói là cái hạt giống nó không phải là nó là cái gì hữu hình, nó là cái vô hình. Tức là ví dụ như là khi mình đọc ý nghiệp, ý xấu trong đầu, nó đã nở ra 1,5 tỷ hạt giống này, thì nó không phải là cái đầu chúng ta sẽ nở dung tích đâu đúng không? Cái hạt giống nó không phải là cái vật chất, nó là cái vô hình. Thế nên là 1,5 tỷ hạt giống chúng ta đều có thể chui qua một cái lỗ kim thôi, nó không nở ra về dạng thực chất, nên chúng ta nghĩ là nó không có gì, nhưng thực tế là nó có rất nhiều, nó nảy nở liên tục và rất nhiều. Thế nên là thầy nói đừng có giận dữ với bất cứ điều gì. Thầy nói có một cái lời khuyên chung dành cho phụ nữ là tất cả đàn ông đều ngu ngốc, và chúng ta không cần phải nói cái điều đó ra với anh ta nữa, tức là tất cả đàn ông họ đều ngu ngốc ấy. Thế nên là không cần phải nói cái điều đấy với chồng mình nữa, nếu mà chúng ta nói lại chúng ta ngu ngốc chẳng kém gì anh ta cả. Tất cả đàn ông đều ngu ngốc, hãy nhớ cái điều đấy. Thế mà thì muốn kiểu như muốn bảo vệ chúng ta ấy, chúng ta muốn có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Khi mà chúng ta gặp những người đấy thì kiểu dạng như là chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi, nên là người đó nói cái điều gì đó là mình vui thì mình càng vui hơn nữa, còn nói điều gì mình tức giận thì này thì anh ta là ngu ngốc mà, nên em nói điều đấy là đúng rồi. Thì chúng ta sẽ cái hạt giống tức giận nó rất là mạnh mẽ, nên là chúng ta có thể giảm được cái kể cả trong suy nghĩ, giảm cái ý nghiệp trong suy nghĩ. Tức là chúng ta chỉ chuẩn bị trong suy nghĩ thôi mà, anh ta không nói một cái điều gì ngu ngốc, và tất cả những người đàn ông đều ngu ngốc, nên là không cần phải nhắc lại với họ điều đấy đâu. Thì thầy nói là đó, thì nghiệp là có ba cái nghiệp này. Và trong cái kinh ấy, thì nói trong cái kinh lớn của trong Phật giáo ấy, trong Phật giáo ấy, thì họ nói là có ba loại nghiệp. Thì cũng có ba loại nghiệp, thì một là nghiệp tốt, hai là nghiệp xấu, ba là nghiệp trung lập. Bây giờ sẽ là câu hỏi 100 đô của thầy. Thầy nói là thế bây giờ theo bạn định nghĩa của nghiệp tốt là gì? Câu hỏi 100 đô. Định nghĩa của nghiệp tốt là gì? Cho mọi người như thế nào là nghiệp tốt? Như thế làm thế nào để tạo ra nghiệp tốt? Nghiệp tốt là gì? Định nghĩa của nghiệp tốt là gì? Câu hỏi 100 đô. Nghiệp tốt là hôm nay là đã không phải là do chị nghe, mà chị nhớ ở một cái câu khác, ở nhớ một cái phần khác, đó là cái câu này là câu hỏi là đúng sai á. Thì tức là những cái gì mà mình suy nghĩ, mình nói và mình làm, khi mà nó quay trở lại với mình là mình cảm thấy thoải mái, thích thú, tức là đó là tốt đấy.
Ừ, đúng rồi, đúng như chị én hỏi. Chị én nói tức là nghiệp tốt ấy, thì ban đầu người nói là những cái suy nghĩ tốt, nhưng thì nó bảo không 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 phải chính xác. Tức là nghiệp tốt là những thứ mà nó khi quay trở lại với mình ấy, những thứ mà khi quay trở lại với mình ấy, khi mà nó quay trở lại ấy, thì mình thấy vui vẻ, mình thấy vui vẻ, mình thấy hạnh phúc thì nó là nghiệp tốt. Để bà chỉ đơn giản vậy thôi. Và câu trả lời này chị giá 200 đô. Trả lời chị em chị giá 200 đô ạ. Câu này là Thế tớ đã được học ở trong trong cái Khamá đó, Khamá lớp à, á. đó thì thầy nói nghiệp tốt là những thứ mà khi quay trở lại thì nó khiến mình vui vẻ, khiến mình hạnh phúc. Thế thầy hỏi là thế nghiệp xấu là gì? Thế các mọi người nghiệp xấu là gì? Câu hỏi không đô. Thêm một cái bài thôi. Ngược lại là như thế nào? Làm cho mình khó chịu, bức bối. À, đúng rồi, nó là những nghiệp mà khi quay trở lại chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thế nghiệp trung lập, nghiệp trung lập cho mọi người là nghiệp gì? Tức là nó không có tác dụng gì. Không có cảm xúc gì, không vui vẻ, không hạnh phúc, không khó chịu. Thầy nói là chị Ba nói đúng không? Thầy nói nghiệp trung lập là những cái nghiệp mà nó không tốt, nó cũng không xấu, và nó tạo ra những cái thứ như kiểu màu sắc của cái sàn nhà này, hay là một cái vết xước ở trên áo mình, những thứ nó rất là nhỏ thôi, nó gọi là nghiệp trung lập. Thì thầy nói là nó không tốt, nó cũng không xấu, nhưng nó sẽ trở thành nghiệp xấu nếu mà mình khó chịu với cái điều đấy. Ví dụ nhá, khi mà chúng ta có những cái nghiệp trung lập đúng không, khi mà chúng ta có những vết xước trên áo ấy, có nhiều người người ta khó chịu chứ, và khi khó chịu nhá với đến một cái nghiệp trung lập là họ lại tạo ra những nghiệp xấu. Đó thì thầy nói là cái ví dụ về cái nghiệp trung lập là nó như là một cái màu sắc của sàn nhà chẳng hạn. Thì thầy nói là thầy có một cái ví dụ về cái nghiệp xấu như thế này. Tức là thì có một người bạn, thì người đấy gọi là người đấy ăn thịt, người đấy ăn thịt đấy, ăn thịt động vật ấy. Thì thầy bảo là đừng đừng nên ăn thịt đấy, nó là một cái nghiệp xấu. Thì người bảo không thầy, con có làm gì đâu, con không phải là đi đến hàng tạp hóa với một con dao mà con giết một con bò, mà con chỉ đi đến hàng tạp hóa và con lấy tiền ra con mua cái thịt bò ấy về bán sẵn ở đấy thôi, chứ con không tức là mình không giết nó, mình không sát hại nó, thì mình có làm cái điều gì xấu đâu. Thế thầy này nói là ok, thầy không nói gì nữa, và thầy đúng rồi thầy. Và đến khoảng 3 ngày sau thì thầy mới mời một người đến nhà chơi ấy. Thì trong trong buổi gặp mặt đấy thì thầy có bật một cái bài hát rất là hay, và bật bằng một cái loa loa Boss này, một cái hãng loa rất nổi tiếng ở Mỹ. Thì mọi người là ôi cái loa mới này của thầy hay quá, nghe nó rất là âm thanh nó rất là trong ấy. Nên mọi người mới hỏi thầy là thầy mua cái loa này bao nhiêu tiền. Thầy bảo ôi tôi mua được rẻ lắm, nó có 15 đô thôi. Bảo trời ơi, một cái loa của cái hãng khác đắt hơn chứ, nó được 120 đô mà âm thanh của nó không tốt bằng âm thanh này. Thế tại sao mà thầy mua được cái loa này chỉ có giá 15 đô mà nó lại còn hãng Boss, mà nó lại âm thanh là trong thế? Thì thầy mới nói là thầy mua nó ở chợ trời. Thì mọi người cứ tưởng tượng như chợ trời ở nước ngoài nó như kiểu là những cái chợ, chợ nó gọi là chợ chuyên bán đồ ăn cắp ấy, ở bên Nhật nó cũng có kiểu đấy. Những cái chợ mà nó chuyên bán đồ ăn cắp của người khác, cái hàng rất là xịn nhưng mà cái giá của nó rất là rẻ, tại vì nó là cái hàng ăn cắp mà. Thì mọi người bảo trời ơi, kiểu con nghĩ thầy là người tốt, tại sao thầy lại đi mua đồ ăn cắp ấy, nó rất là xấu. Tại sao mà thầy lại đi mua đồ ăn cắp người khác, kiểu ý nó làm tổn thương cái người chủ ấy. Thì cứ tưởng tượng là cái người chủ họ họ vẫn đang sử dụng nó, họ mua nó để sử dụng và họ bị ăn cắp, họ cảm thấy rất là tổn thương rồi mà mình lại tiếp tay cho những cái người ăn cắp đấy bằng cái việc là mình mua cái món đồ đấy. Thì thầy thầy ý là thầy 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 cũng là người xấu y như họ. Như thế bạn à, ừ thế thì bạn cũng là người xấu. Ok sorry.
Chờ em một tí, bé dậy. Chị em kể tiếp em câu chuyện này. Bạn cũng là người xấu là bởi vì bạn bạn cũng ăn cái miếng thịt mà không được được chủ nhân của nó cho phép. Tức là những cái người đó ăn thịt nhưng mà cũng chỉ là mua lại của người khác, nhưng mà người ta đã giết cái con người đó mà không được sự cho phép của con vật đó. Thế nên cũng tức là mua thịt thì cũng không khác gì là ăn cắp sinh mạng của con vật đó, tức là tiếp tay. Nhưng chúng ta cũng đừng có bám chấp là với cái điều này nếu như chúng ta chưa làm được nó. Bởi vì chúng ta bám chấp thì chúng ta phải quay lại ở cái buổi 1. Bởi vì chúng ta không được ngửi lại cái phân, ngửi lại cái mùi hôi đó. Tại thời điểm đó chúng ta biết chúng ta như thế thôi. Và chúng ta sẽ nghĩ đến những cái điều tốt đẹp hơn. Đó, thì cái nghiệp như là cái nghiệp trung lập nhé. Nhưng trung lập không có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái điều đó là không có vấn đề gì. Nghiệp trung lập là chúng ta ngay cái khoảnh khắc đó thì chúng ta nghĩ nó không có là vấn đề gì, nhưng mà chúng ta biết đến cái câu chuyện của cây bút thì chúng ta biết được là nó là một khi mà chúng ta được nhìn thấy cái điều gì đó, tức là nó đã có nhân ở đâu đó. Và ngay cái thời điểm mà chúng ta làm thì chúng ta biết là cái nhân đó, và chúng ta sẽ gieo làm một cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt đơn giản nhất là chúng ta sẽ ra một cái cam kết rằng là chúng ta sẽ không ăn thịt trong vòng bao nhiêu ngày đó, và chúng ta thực hiện. Thì đó chính là gieo hạt giống tốt. Còn chúng ta đây cái thời điểm mà chúng ta ăn thì chúng ta nghĩ nó đang là ở cái trạng thái trung lập. Cho những người rất là bình thường, nếu như họ không có cái ý thức về hạt giống thì họ bình thường thôi. Và thậm chí họ còn nghĩ rằng là cái việc đó lại là việc tốt nữa. Cho đến khi mà họ biết được cái nhân của cái việc đó, cái quả của cái việc mà họ đang làm. Thì ở đây đến cái việc trung lập này thì là nó là trung gian. Chúng ta đang là trung gian và chúng ta nhìn nó vào cái việc gì. Mà khi mà chúng ta nhìn nó vào cái việc xấu thì nó chính là cái việc chúng ta ngửi mùi hôi, mà chúng ta chỉ ý thức thôi. Chúng ta vào đó chúng ta ý thức và gieo lại một cái hạt giống tốt. Khi mà chúng ta đang kể cái câu chuyện này và chạm lại những cái người chạm lại chính chúng ta, đúng không? Chúng ta là những cái kẻ gọi là ăn cắp. Thế nên là mình cũng phải điều hướng để cho chúng ta chính cái sự điều hướng đó là điều hướng cho chính mình. Nhưng mà chia sẻ luôn cho các bạn rằng là nếu như chúng ta chưa thực hiện được cái điều đó thì khi mà chúng ta làm cái điều đó thì chúng ta phải biết ơn cái con vật đã hy sinh cho chúng ta và cũng tha thứ cho chính chúng ta cái gọi là cái thói quen đó chúng ta chưa có thể bỏ ngay được. Thế nên là một trong những quyển sách ghé ngang qua một tí là một trong những quyển sách mà các bạn có thể đọc, đó là Con chó trung thành ấy. Trong 4 cái quyển sách đó thì con chó nó đã xin phép để được ăn thịt cái con chim nó như thế nào. Mình rất là tức là cái khoảnh khắc mà mình đọc cái quyển sách đó đến tận bây giờ tức là đã 4 năm rồi thì mình có một cái chút ý thức dù rất là nhỏ trong cái vấn đề mà chưa nói đến cái việc ăn chay. Nhưng mà thực ra chúng ta ăn chay là khi nào chúng ta ăn chay thật sự ấy, không phải là chúng ta sợ chúng ta đang gieo xấu đâu. Chúng ta ăn chay thật sự là khi chúng ta có một cái tâm tư rất lớn thì đó mới là ăn chay đúng. Chứ không phải ăn chay mà vì chúng ta sợ ăn thịt động vật thì chúng ta sợ là đó là nghiệp xấu, không? Không đúng. Chúng ta ăn chay đúng chính là cái việc mà khi mà chúng ta khởi ra cái tâm tư chúng ta không muốn làm hại nó nữa thì đó mới chính là ăn chay nha. Thế nên là mọi người đừng có bám chấp vào cái điều đó. Đừng có bám chấp rằng là chúng ta đang ăn như thế này thì chúng ta xấu. Xấu tốt chính là cái trung lập. Trung lập mà các bạn nhìn vào đó thì các bạn nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn được cái hạt giống, chúng ta nhìn được cái quả đó thôi. Thì đây là bổ trợ thêm cho cái phần này, mà phần này thầy không có nói, thầy chỉ nói để cho chúng ta nhận ra được cái quả. Ồ, bà cụ nhỉ. Đó thì em cũng như chị Én ấy,
bảo là mình bây giờ mình không khác gì người ăn cắp như thầy nói cả, nhưng mà thôi mình cứ phát tâm, nhưng mà mình có ý muốn đấy, nhưng hiện tại của mình chưa làm được điều đấy. Mình cũng ghi nhận bản thân mình thôi, tức là khi nào có thể thì mình sẽ làm, hoặc là mình làm nhiều nhất trong cái khả năng của mình. Đúng rồi. Đó thì thầy còn nói về một cái phần nữa là cái trong một cái kinh nó lớn hơn ấy, thì nó có một cái nghiệp gọi là nghiệp không chuyển động ấy. Tức là nó sẽ chia làm nghiệp tốt, nghiệp xấu và nghiệp không chuyển động. Thì cái nghiệp không chuyển động ấy, nó là cái nghiệp mà chỉ có thể tạo ra trong trạng thái thiền định. Mọi người tưởng tượng là nghiệp tốt và nghiệp xấu ấy, nó có thể chuyển động. Ví dụ như là bạn tạo ra nghiệp để trở thành một, thầy nói là để trở thành một con chó, cái nghiệp của bạn kiếp sau ấy, bạn tạo những nghiệp xấu. Thế nhưng mà vào cái khoảng thời gian mà bạn sắp tái sinh ấy, thì cái con chó nó không, ý là nó không động dục ấy, nên là bạn sẽ tái sinh để trở thành một cái con gà chẳng hạn. Đấy, thầy nói là tức là cái nghiệp đấy là những cái nghiệp chuyển động, nghiệp tốt và nghiệp xấu. Còn cái nghiệp mà nó không chuyển động, tức là những cái nghiệp mà dù thế nào nó cũng không chuyển động, và thầy nói là cái nghiệp đấy nó chỉ đạt được thông qua cái sự thiền định. Những cái hạt giống về cái nghiệp không chuyển động nó chỉ có được thông qua cái sự thiền định, và qua cái sự thiền định thì cái hạt giống trở thành một người thầy, nó luôn luôn là người thầy, chứ nó không thể ví dụ như là trở thành con này sau đó trở thành con kia. Đấy là những cái hạt giống của nghiệp chuyển động. Còn cái nghiệp không chuyển động là dù thế nào nó vẫn như thế. Thầy nói là cái nghiệp không chuyển động là mình tạo ra hạt giống về người thầy ấy, cái sự giảng dạy chẳng hạn, thì nó luôn luôn là nó không chuyển động. Đấy, thì nói là thế nào làm thế nào để thay đổi nghiệp sống, nghiệp xấu của những người khác ấy. Này, những cái nghiệp đến từ thiền định nó sẽ không tức là họ không thay đổi, mà nó sẽ luôn tạo ra kết quả. Thì thầy có nói là thế làm thế nào để thay đổi nghiệp xấu của người khác, làm thế nào để thay đổi nghiệp xấu của người khác, tức là những cái người xung quanh mình biết ấy, mình biết họ có hạn nghiệp xấu, thay đổi nghiệp xấu của người khác. Thì thầy nói là cái cách để chúng ta thay đổi nghiệp xấu của người khác thì bằng cách là hãy gài cho họ ấy. Hãy gài cho họ như kiểu cách thầy đã gài cho bố của thầy, tức là hãy gài cho họ là nếu họ có cơ hội được làm những hạn việc đấy, họ có làm hay không, tức là gần như một cái dạng sám hối ấy, và một cái dạng để tẩy những cái hạt giống xấu của họ, để hạt giống xấu của họ nó trở nên nhẹ hơn, và thay vào đó là sẽ khơi lên những cái hạt giống tốt của họ. Đấy, tức là thay đổi nghiệp xấu của người khác. Và cái một cái điều rất là quan trọng khi mà người ta nói là thế làm thế nào để, tức là nói thì nói là có ba loại nghiệp như này đúng không, và cái nghiệp gọi là cái nghiệp không chuyển động ở trong cái kinh, nó gọi là kinh lớn ấy. Thì nói là trong cái kinh lớn thì nói là mọi người bảo là có nghiệp tốt này, có nghiệp xấu, nghiệp không chuyển động này, nhưng mà con không muốn vào quay trở lại cái vòng xoáy này nữa, tức là chúng ta muốn trở thành niết bàn ấy, thì chúng ta làm như thế nào, tức là đạt được niết bàn, làm sao mà tạo được nghiệp để đi đến niết bàn ấy. Thì câu hỏi này nó rất là quan trọng ấy. Cái loại nghiệp nào, nghiệp mà tức là muốn đi đến niết bàn, loại nghiệp nào mà đi đến niết bàn. Thì thầy bảo là có ba cái con đường mà đưa bạn đến niết bàn, mà không đưa bạn đến một cái sự tái sinh khác, không đưa bạn đến cái việc chết và tái sinh, cứ chết và tái sinh. Thì thầy bảo là có ba con đường. Con đường đầu tiên là cái mong muốn là tôi muốn thoát ra khỏi cái vòng sinh tử này, tức là mình phải khởi lên cái mong muốn là tôi muốn thoát ra khỏi cái vòng này.
tôi muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi đó. Thì hỏi là cái nghiệp để có người hỏi là cái nghiệp để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi, cái nghiệp đi đến niết bàn này, thì thầy nói là con đường đầu tiên là chúng ta phải có mong muốn là tôi muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi này, và thứ hai là chúng ta phải có như kiểu là bồ đề tâm, phải có cái tâm là tôi muốn giúp những người khác thoát ra khỏi bánh xe luân hồi đấy, gọi là bồ đề tâm. Chúng ta phải có bồ đề tâm là giúp người khác, muốn giúp người khác thoát ra cùng mình ấy. Và cái con đường thứ ba tức là muốn chứng được tính không. Muốn chứng được tính không. Đó, thì nói là ba cái con đường này, gọi là ba cái nghiệp này thì đúng hơn. Thì khi mà chúng ta làm một cái bất cứ một, chúng ta tạo ra một cái nghiệp nào mà chúng ta có một trong ba cái suy nghĩ này hoặc là cả ba cái suy nghĩ này thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những nghiệp mà đưa chúng ta đến niết bàn. Mọi người nhớ nhá. Khi mà chúng ta tạo ra một cái nghiệp nào đấy, ý nghiệp nhá, khẩu nghiệp hay thân nghiệp, một cái nghiệp nào đấy mà chúng ta có một trong ba cái suy nghĩ này, một trong ba cái ý định này, một trong ba cái điều này, hoặc là chúng ta có cả ba điều này thì càng tốt, thì nó sẽ tạo ra những nghiệp mà đưa chúng ta đến niết bàn, chúng ta sẽ thoát khỏi được cái bánh xe luân hồi. Đó, thì thầy nói là nếu mà giả sử mà mình không có được một trong ba cái suy nghĩ này, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi với cuộc đời này, tôi không biết cái điều gì sẽ xảy ra nữa. Thì thầy nói là nếu mà bạn như thế thì bạn không có một trong ba cái mong muốn này, và bạn kể cả bạn có tham dự khóa tu 3 năm, một 3 năm tu thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng mà nếu mình vẫn là một cái người bình thường ngồi trong công sở này, ngồi ở văn phòng, mình nghĩ về một trong ba cái điều này, thì thầy nói là còn tức là mình còn tốt hơn là mình đi tham gia cái khóa tu 3 năm mà mình không có một trong ba cái ý định này. Đó, thì thầy nói là nếu mà đương nhiên là tốt hơn là chúng ta vừa nghĩ về điều này và chúng ta vừa tham gia khóa tu. Thế nhưng mà nếu mà nhiều người cứ bảo là cuộc sống tôi bận rộn quá thì tôi dành hẳn một thời gian ra tu, sau đó là tôi lại cứ tiếp tục lại, thì thầy nói là chúng ta thà ngồi ở một cái công sở mà chúng ta có một trong ba cái ý định này còn hơn là chúng ta đi tham gia khóa tu 3 năm mà chúng ta không có một trong ba cái điều này, thì nó sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi bánh xe luân hồi được. Đó, thì hãy nhớ một trong ba cái gọi là cái mong muốn. Chào Sam. Một trong ba cái mong muốn này, một trong ba cái điều này nó rất là quan trọng. Để tức là có thể cái thời điểm này chúng ta chỉ neo, chúng ta chỉ biết thì nó chúng ta neo, nhưng mà một thời điểm nào đó biết đâu chúng ta nảy ra ý định, chúng ta nhớ. Ví dụ trước khi làm một cái gì hoặc trước khi nghĩ một cái điều gì đấy, chúng ta khởi lên một trong ba cái con đường này, một trong ba cái điều này, thì nó chắc chắn là nó sẽ là cái nghiệp tốt chúng ta lưu giữ lại để nó giúp chúng ta thoát khỏi được cái vòng luân hồi này. Đó, thì ok, thì đấy là cái lớp 4 và lớp 5 của cái Lam Wim 34. Nó sẽ nhắc về cái cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến hạt giống và ảnh hưởng đến cái chết và cái nghiệp của chúng ta như thế nào. Thì đấy là những gì mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay từ bài giảng của thầy. Ok, cảm ơn bạn Hằng rất nhiều. Ok, tạm đây nha. Đã. Cảm ơn Hằng. Cảm ơn chị Ba.